Chào anh em, chào mừng anh em lại đến channel mình. Thì hôm nay mình sẽ làm app tính tệ nha. Thì đây là cái chúng ta sẽ sử dụng app này. Nhưng mà bắt buộc app này có phải có ID WeWe và có tài khoản WeWe với mật khẩu nha. Đây mình đăng nhập là 0 2 0 3 3 0 đây. Thì gọi mật khẩu này thì gọi đặt tên cũng được. Sau khi gọi làm xong á thì nó sẽ nhập mật mấy là nhập khẩu phải không, nó có một chữ á, nếu mà gọi thêm một chữ đó thì nó có bạn nhập mật khẩu á, thì các bạn cứ ghi giống như thế này, nó báo màu đỏ á, nó thất bại thì các bạn ghi số đó. Nếu mà nó có hai chữ số, nó có chữ WeWe với lại á, nhập lại hai số win không có đó, không có a còng luôn nha, không có a còng với chúng con, ghi mấy số đó thôi. Thì sẽ để download về thì sẽ hướng dẫn một game thôi. Ok, mình rất là nhiều cái này mình đã làm hết rồi, cho nên nó có một trắng đã làm rồi. Mấy cái này nó chỉ cho mình làm nhiệm vụ thời gian thôi. Còn cái này nó hơi bị lỗi về máy cũng chút xíu cho mình sử dụng được. Thì như là các bạn qua đây và các bạn chọn những cái này trò chơi là càng dễ, trò chơi là càng dễ. Ví dụ như cái này, sau cái bệnh Talosa download chữ cam cam này nè, cái bên xuống dưới này nè. Nếu bạn đặt xong á thì cái thông báo như thế nào ấy á, thì nó có một tắt đi, nếu mà nó có chữ màu đỏ giống như cái này nè, đâu rồi đây, giống như màu đỏ như thế này là nó sẽ ấy nha. Còn nếu màu trắng như thế này á thì các bạn nhận, thì lúc đó là không thể làm được hết á. Thì tại vì mình từ hồi sáng hồi chiều tối rồi thì mình đổi một tệ thôi chứ mình không đổi 100 tệ, 10 tệ chắc 100 tệ chắc chết luôn á, nghìn nhân cương rồi. Hay là đợi mình chút hen thì các bạn nên sử dụng tích nó hàng ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
miễn phí, free nha anh em. Ok, và chuyển sang là nếu như á cậu muốn đổi một tệ á thì nó 10 như này không phải là 10.000 điểm mà là 100.000 điểm. Ok, kiếm nó hơi dễ luôn á anh em, mà không có khó gì hết á. 100.000 này á thì là 970 trong cái tiền này cái đắt cả đổi 10 tệ cũng đã được rồi, 10 tệ cũng được cả vừa ba lô vừa phim một. Ok, các bạn cứ tải tất cả này nếu các bạn đổi dung lượng, đổi dung lượng cho nên mình tải với là mình tải chừng này được rồi. Nhất là hai phần mềm này đi, là dễ chơi nhất. Cái này các bạn chơi một ván thắng là được rồi, các cứ ấn với hai cái đã cứ ấn mà chơi. Còn nó trời ấn lóng này thì cứ chơi phút có chơi nó thì nó thông báo rung rung mà được dần hết rồi, cho nên thì mai mình sẽ đăng clip cho các bạn. Ok rồi, đã hướng dẫn cách chơi cái này nha. Có vậy 8:30 nha chứ quá sớm nè. Từ thứ năm mà về mình tải thì mình làm nhiều này hết á, bộ kiếm tệ không còn lo gì hết, thì đó chỉ là cách của mình thôi. Thì anh em đấy đó, thấy không, hết rồi. Thì các bạn cứ chơi đại thôi chứ không cần đoán hết á, cứ thấy là hai cái thì mình làm rồi. Chứ muốn chơi càng hay nó sẽ càng lâu chơi đại nhanh hơn đúng không, mình không phải làm gì hết. Đây là nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của mình cũng đổi nên mình mới sử dụng này thôi, chứ mình không thích thì thì thua liền à. Sát cạnh đừng sát cạnh mà vẫn có thể chỗ suýt nữa là trúng cái điên rồi. Ta trúng cái điên đó thua luôn. Thì các bạn có bất cứ luật chơi là mình có thể thắng rồi. Ơi nói chung mà quá dễ. Nếu bạn thua thì các bạn có chữ sau á,
thua thì có phải ở cái này còn không, nó sẽ có chỗ mèn. Mà ở chỗ sau á là tiếp tục mèn, hoặc là thua là chơi lại. Ấy, thua rồi. Đây, ấn như này, ấn vào là đỏ rồi nè. Ấy. Trời ơi. Mèn này khó rồi đấy. Dạ sao đấy, hay quá. Còn cứ chơi cho đến khi nó thông báo được rồi. Đó. Cấm, ấn vào nó sẽ cấm cho bạn đấy. À. Bước trò chơi này các bạn phải dùng mắt nha. Phải có mắt thì các bạn mới có thể sở hữu nó được rồi. Ấy trời ơi, thua rồi. Rồi thôi, các bạn chơi cho đến khi ấy thì các bạn tắt ra. Cứ mà ăn ngay chứ sao gì, các bạn sẽ được 10 tệ. Không kiếm 10 tệ ấy luôn. Các bạn nó lâu lâu như này mà cũng không biết.